Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới, bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ bảy ngày mùng 6 tháng 2 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 25 tháng 12 năm canh tí Ngày này là ngày ất dậu tháng kỵ sửu năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ bính tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc tư mệnh giờ mậu dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thanh long giờ kỷ mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc minh đường giờ nhâm ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc kim quỷ giờ quý mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trần, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, tuyển trung thủy, ngày ất dậu, tức chi khắc với can có nghĩa là kim khắc với mộc và ngày hôm nay là ngày hung vài nạp âm tuyển trung thủy kỵ tuổi kỵ mão đinh mão ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa đặc biệt là tuổi kỵ sửu đinh dậu kỵ mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy ngày dậu lục hợp với thìn tam hợp với sửu và tỵ thành kim cục xung với mão hình dậu hại tuất phá tý và tuyệt dần vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi đinh mão kỵ mão tân mùi tân sửu tuổi xung trong tháng tuổi đinh mùi ất mùi vài các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức hợp tốt mọi việc sao nguyệt đức hợp tốt mọi việc kỵ tố tùng sao thiên hỷ tốt mọi việc nhất là cưới hỏi sao tam hợp tốt mọi việc sao mậu thương tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho. Sao sáu trong ngày gồm có sao thiên ngục, sáu mọi việc, sao thiên hỏa, sáu về lập nhà, sao thụ tử, sáu mọi việc, trừ săn bắt, sao câu trận, kỵ về an táng, sao cô thần, sáu đối với cưới hỏi, sao lọ ban hát sát, kỵ khởi công, động thổ. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Bắc, tài thần hướng đông nam. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày mùng 6 tháng 2 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày mùng 6 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi tý cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tý trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình sông tý ngọ mạo dậu cho nên với bạn tuổi tý đang có điểm báo mối quan hệ trong gia đình của bạn trong ngày hôm nay đang đứng trên bờ vực tan vỡ vì những mâu thuẫn nghiêm trọng từ cách nghĩ, lối sống và quan điểm riêng của mọi người bù lại trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi tí lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh giúp cho bạn tuổi tí sẽ có được nguồn tài lộc trong tay thần tài chia chở mang về cho bạn mệnh có được nhiều cơ hội để kiếm tiền một cách nhanh chóng với bạn tuổi tí bạn cần phải nhanh tay để nắm bắt lấy cái việc làm ăn kinh doanh buôn bán với bạn tuổi tí nhiều lúc cốt ở thời cơ, nếu như bỏ lỡ thời cơ thì cho dù bạn có cố gắng gấp trăm ngàn lần đi chăng nữa cũng chưa chắc đã đạt được thành quả tốt như khi bạn có được cơ hội để kiếm tiền đó. Về từ vi tuổi giáp tý thuộc kim có thể tìm được cơ hội kinh doanh phát tài từ vi tuổi bính tý thuộc thủy cục diện mất cân bằng về tình cảm và tiền bạc tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa tiền bạc kiếm được khá dễ dàng tử vi tuổi canh tý thuộc thổ cái chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán với bạn được thuận lợi tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc dễ nảy sinh những mâu thuẫn với người thân vài đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Sửu thứ bảy, ngày mùng 6 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này với bà tuổi sửu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi sửu trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp tỵ dậu sửu phù trợ cho nên với bà tuổi sửu đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày rất chi là thoải mái để tận hưởng không khí gia đình ấm áp có nhiều việc cần phải lô toan cho ngày sắp tết nhưng khi đồng sức đồng lòng thì việc gì cũng sẽ xong cả ngày này đối với những bạn đang quản độc thân thì hãy năng động tham gia các buổi hội họp cùng bạn bè vẫn biết bạn còn có nhiều công việc khác cần phải dành thời gian nhưng biết đâu cơ hội có thể gặp gỡ được một nửa của mình lại ở đó thì sao thời gian chẳng còn bao lâu nữa là tết đến rồi nếu như bạn không muốn nghe lời thúc giục của người thân thì hãy thử mở lòng mình để đón nhận tình cảm xem sao tình duyên có thể đến một cách bất ngờ khiến cho chính bạn cũng phải ngỡ ngàng nữa đó về từ vi tuổi ất sửu thuộc kim có được nhiều cơ hội gặp gỡ người khác phái từ vi tuổi đinh sửu thuộc thủy không khí gia đình đầm ấm an vui từ vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa có được nhiều kỷ niệm đẹp bên người thân từ vi tuổi tan sửu thuộc thổ hiểu và thông cảm cho nhau từ vi tuổi quý sửu thuộc mộc không đánh mất những điều đáng quý Vài đánh giá của bà tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. từ vi tuổi dần thứ bảy ngày mùng 6 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp được ngày có chính tài độ mệnh cho nên con đường tài lộc của bạn tuổi dần đang rất là hanh thông thuận lợi không gặp phải khó khăn gì quá lớn và với bạn tuổi dần đang có được nguồn thu nhập ổn định nhờ bạn làm việc chăm chỉ trong suốt thời gian vừa qua. Tuy nhiên, trong ngày thứ bảy này với bà tuổi dần, lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Cái điều này mang tới cho bạn tuổi dần đang có những mâu thuẫn khó có thể hóa giải được giữa bạn mệnh và người ấy. Cả hai đều có lý lẽ riêng của mình và thực tế thì bạn và người ấy đều chỉ muốn tốt cho đối phương mà thôi có lẽ vì chưa thực sự hiểu nhau cho nên mới xảy ra nhiều mâu thuẫn tới như vậy và với bạn tự dần bạn cần phải bình tĩnh để không làm cho mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn việc gì cũng có thể giải quyết được mà về từ vi tuổi giáp dần, thuộc thủy, mau thuận bùng nổ, do thiếu sự hiểu nhau, từ vi tuổi bính dần, thuộc hỏa, cần tìm cách để hóa giải những vết rạn nứt giữa hai người, từ vi tuổi mậu dần, thuộc thổ, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, từ vi tuổi canh dần, thuộc mộc, bộ công sức thì nhận được thành quả xứng đáng, từ vi tuổi nhâm dần, thuộc kim, không cần phải lo lắng về tiền bạc về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 3 số 5 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu đen màu vàng quý nhân phù trợ tuổi mùi tuổi tuất tuổi hợi từ vi tuổi mão thứ bảy ngày mùng 6 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là vợ trình của bạn tuổi mão trong ngày này đang có điểm báo bạn phải trải qua một ngày hung cát đan xiên lên xuống thất thường cục diện ngộ hành tứ hình sông tý ngọ mão dậu có vẻ ảnh hưởng khá nhiều đến con đường tình duyên của bạn tuổi mão trong ngày hôm nay và với bà tuổi mão không đủ tự tin để bày tỏa tình cảm với mình cho nên khiến cho nhân duyên của bạn hết lần này tới lần khác phải chờ đợi. Không muốn tiếp diện tình trạng này thì với bà tuổi mão cần phải chủ động hơn nữa để bày tỏa tình cảm của mình với người ấy. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi mão lại đang gặp được ngày có thiên tài độ mệnh mang tới tia sáng về tài lộc thắp sáng trong ngày này cho bạn. Bạn quên đi những chuyện buồn về tình cảm. Bạn mệnh có thể kiếm được tiền về đầy tay chỉ bằng nghề tay trái của mình nữa. Vài từ vi tuổi ất mão thuộc thủy tình duyên ảm đạm không có được may mắn từ vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, dễ bị tổn thương vì người mình yêu từ vi tuổi Kỷ Mão thuộc Thổ kiếm tiền nhanh chóng đến bất ngờ từ vi tuổi Tân Mão thuộc mộc đừng để cho mình phải hối hận về sau này từ vi tuổi Quý Mão thuộc Kim may mắn mang về tài sản không lò cho bàn vài đánh giá của bà tuổi Mão trong ngày thứ bảy này sự nghiệp bốn sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn thứ bảy ngày mùng 6 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi thìn đó, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành thìn dậu nhị hợp cho nên với bạn tuổi thìn thể hiện những niềm vui sướng hân hoan khi mà với bạn cuối cùng cũng tìm được bến đậu hạnh phúc cho mình sau bao nhiêu giang dở bạn đã nhận ra được nơi mình thực sự thuộc về và ngày này với bạn tuổi Thìn đối với những bạn đang quản độc thân thì cũng sẽ có được nhiều cơ hội gây ấn tượng tốt với những người khác giới đang đạt thành công thì bạn hãy thử rủ người đó đi uống cà phê, uống nước để có thêm thời gian ở bên nhau, trò chuyện, tâm sự với nhau. Các cặp vợ chồng thì trong ngày này hãy thử bàn bạc kỹ càng hơn về kế hoạch cho những ngày Tết sắp tới để tránh có những mâu thuẫn, bất đồng ý kiến không đáng có, làm cho không khí đón Tết trở nên ảm đạm, mất vui. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ tìm được bến đậu hạnh phúc riêng cho mình. Tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ có được nhiều cơ hội kết giao. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc Nhân duyên rực sáng Đào hoa nở rộ Từ vi tuổi canh thìn Thuộc kim Nên có sự bàn bạc Và tính toán kỹ càng Từ vi tuổi nhâm thìn Thuộc thủy Hãy dành thời gian Nối chuyện với nhau nhiều hơn Phải đánh giá của bà tuổi thìn Trong ngày thứ bảy này Sự nghiệp 4 sao Tài lộc 4 sao Sức khỏe 4 sao Tình cảm 5 sao Con số may mắn Số 4 Số 8 Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi dậu, tuổi thân. Từ vi tuổi Tỵ thứ bảy ngày mùng 6 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tỵ ạ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi tỵ trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp tỵ dậu sửu phù trợ cho nên với bà tuổi tỵ đang có được nhiều may mắn trong chuyện tình cảm ngày hôm nay và đối với những bạn đang còn độc thân thì sẽ không còn cảm giác cô đơn, chán nản, thất vọng nữa mà thay vào đó là sự háo hức để đốn chờ ngày mới Người ấy mang tới cho bạn có được nhiều niềm vui bất ngờ, chỉ một câu nói hay là một hành động nhỏ của đối phương thôi cũng đủ để khiến cho bạn mỉm cười suốt cả ngày dài. Nếu như trái tim của bạn đã rung động rồi thì hãy hành động nhanh đi thôi. Còn đối với các cặp đôi á, thì trong những ngày cận kề Tết có lẽ đôi bên đều đang bận rộn với nhiều kế hoạch của riêng mình. Xong, bạn vẫn cố gắng để dành thời gian để có thể trò chuyện, tâm sự với đối phương. Điều đó khiến cho người ấy vô cùng là cảm động nữa rồi. Về từ vi tuổi ớt tỵ thuộc họ có nhiều vấn đề tồn động giữa hai người. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ biết cách hóa giải những mâu thuẫn kịp thời. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc háo hức chờ đón tình yêu từ vi tuổi tân tỵ thuộc kim nhân duyên vượng sắc trái tim rung động từ vi tuổi quý tỵ thuộc thủy hãy dành cho nhau tình cảm chân thành và đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 2 số 7 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu đỏ màu cam quý nhân phù trợ tuổi giàu tuổi sửu tuổi thân Từ vi tuổi ngọ thứ bảy ngày mùng 6 tháng 2 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tử ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tử ngọ trong ngày này đang có được báo hiệu bạn sẽ được trao cho những cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Tuy nhiên, thật là không may mắn cho bạn khi mà trong ngày đang có thiên quan chiếu mệnh, cái điều này làm cho bạn đang có tiểu nhân đánh hơi thấy bạn. Những kẻ tiểu nhân có thể sẽ tìm mọi cách để phá hoại công sức mà bạn đã bỏ ra, khiến cho tiền bạc vốn dĩ thuộc về bạn lại chạy sang túi của người khác, thiệt hại quá lớn khiến cho bạn tự ngọ không khỏi buồn phiền. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bạn tự ngọ, bạn lại đang gặp ngày có kim họa xung khắc. Cái điều này cho thấy có thể những thất bại trong chuyện làm ăn, thiếu vốn về tiền bạc sẽ khiến cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy nại sinh mâu thuẫn xung đột và với bạn tuổi ngọ cần phải cố gắng để tìm mọi cách xoa dịu đối phương nữa. Về từ vi tuổi giáp ngọ thuộc kim tiểu nhân quấy phá không dễ dàng thành công. Từ vi tuổi bính ngọ thuộc thủy tiền mất tật mang chỉ có thể trách mình. Từ vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa tình cảm dạn nứt vì có nhiều lý do. Từ vi tuổi canh ngọ thuộc thổ đừng cho rằng mình lúc nào cũng đúng từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc hãy cẩn trọng với những lần sau về đánh giá của bà tuổi ngọ trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 5 số 9 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu cam màu hồng quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ bảy ngày mùng 6 tháng 2 năm 2021. Xem từ vi ngày thứ bảy này với ba tuổi mùi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này đang gặp ngày thổ sinh xuất cho kim cho nên cái chuyện tình cảm của bạn tuổi mùi cũng vì thế mà xuống dốc trầm trọng. Với bà tuổi mùi, không hiểu được những nỗi lòng của đối phương, chị nghĩ rằng bản thân mình phải chịu nhiều ấm ức. Những mâu thuẫn dồn niến quá lâu sẽ trở thành những vết hằn nứt ở trong mối quan hệ hai người. Và với bà tuổi mùi, vốn dĩ không muốn làm to chuyện, nhưng cách xử lý vấn đề của bạn chỉ khiến cho vấn đề càng trở nên nghiêm trọng hơn mà thôi ngày này đối với những bạn đang còn độc thân thì vẫn còn nặng gánh về gia đình về kinh tế cho nên tạm thời chưa tính tới chuyện yêu đương hay là kết hôn vẫn biết người thân sốt ruột thay cho mình nhưng bạn mệnh vẫn giữ vững lập trường vài từ vi tuổi ất mùi thuộc kim cảm thấy bất an khi bước vào mối quan hệ mới từ vi tuổi đinh mùi thuộc thủy không hiểu được suy nghĩ của đối phương từ vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa mối quan hệ giản nứt thiếu đi sự chia sẻ từ vi tuổi tân mùi thuộc thổ tình cảm không phải là trò chơi từ vi tuổi quý mùi thuộc mộc cần phải hiểu và thông cảm cho nhau Vài đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ bảy này: Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phụ trợ tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. từ vi tuổi thân thứ bảy ngày mùng 6 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này với bà tuổi thân cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành dậu thân tương hội cho nên hôm nay là lúc với bà tuổi thân nên bày tỏ tình cảm của mình với người ấy đã cảm thấy không thể sống thiếu được đối phương thì bạn còn gì để tiếc lời nói, lời tỏa tình, khẳng định tình cảm của mình nữa. Đừng để cho cơ hội vụt qua người khác nhân cơ hội lúc bạn còn trần trừ, rua dự mà nhảy vào. Đâu phải ai cũng đứng in một chỗ để chờ bạn tới tỏa tình, đối phương cũng hoàn toàn có cơ hội lựa chọn người khác nữa mà. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi thân, lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh nhắc nhở bạn tuổi thân, nên chi tiêu vừa phải, cân đối lại việc mua sắm trong dịp Tết sắp tới. Bạn đang tiêu pha quá lãng phí, tiền bạc kiếm được không phải dễ dàng gì, thì cần phải chi tiêu cho hợp lý, nên có kế hoạch cho rõ ràng trong những ngày Tết sắp tới về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy nhanh chóng nắm bắt lấy hạnh phúc thuộc về mình tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa đừng có tiêu xài hoang phí quá mức tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ cần phải nắm rõ ràng số tiền mình đang có tử vi tuổi canh thân thuộc mộc đừng có cho rằng tiền có thể tự sinh ra từ vi tuổi nhâm thân thuộc kim có những vấn đề cần phải giải quyết một cách nhanh chóng và đánh giá của bà Tử Than trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi dậu. từ vi tuổi dậu thứ bảy ngày mùng 6 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này với bà tuổi dậu cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi dậu trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành dậu dậu tự hình cái điều này cho thấy tâm trạng của bà tự dậu trong ngày hôm nay lại không được tốt cho lắm dù đối phương cố gắng để làm cho bạn cảm thấy vui vẻ nhưng dường như bạn mệnh đang chìm đắm trong nỗi buồn riêng của mình và với bạn tuổi dậu, nếu như gặp phải người không thông cảm, chia sẻ thì có thể thái độ của bạn sẽ khiến cho mối quan hệ của bạn đi vào vòng nguy hiểm. Bạn cần phải cố gắng mở lòng mình hơn, tâm sự về những điều đang khiến cho mình băn khoăn với người ấy. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi dậu lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh tỏa rõ sự mạnh mẽ hoàn toàn khác biệt của bạn tuổi Dậu khi đứng trước những chuyện về tiền bạc bạn mạnh sẵn sàng đưa ra những quyết định nhanh chóng để không vụt mất những cơ hội kiếm tiền bằng kinh doanh buôn bán của mình vài tử vi tuổi ất Dậu thuộc thủy tâm trạng không được tốt u giọt buồn rầu, tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa mạnh mẽ và quyết đoán để nắm bắt cơ hội đến với mình, tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ kinh doanh đầu tư có lợi, tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc biết được thế mạnh của mình nằm ở đâu, tử vi tuổi quý dậu thuộc kim đừng có để cho mình phải thấy hối hận về sau này. Vài đánh giá của bà tuổi dậu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Tuất thứ bảy ngày mùng 6 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này với bà tuổi tuất cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi tuất trong ngày này đang gặp ngày có ngũ hành giàu tuất tương hại cảnh báo cho bà tuổi tuất đang có những sự tổn thương về chuyện tình cảm mà có thể bạn phải gánh chịu trong ngày hôm nay có thể chỉ là những chuyện nhỏ xíu trong mắt người khác nhưng với bạn lại là vô cùng quan trọng đối phương không hiểu được tâm tư nguyện vọng của bạn mệnh cho nên tự mình quyết định mọi chuyện mà không hề bàn bạc gì với bạn Với bạn tuổi tuất vì thế mà cảm thấy chán nản, không được tôn trọng Ngày này, đối với những bạn đang quản độc thân thì với sự thúc giục của mọi người khiến cho bạn cảm thấy áp lực, thậm chí là có người nảy sinh cảm giác không muốn về nhà vì chán ngán với những lời hội thăm tận tình quá mức. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa, tổn thương về đường tình cảm, tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ, áp lực chồng chất, không hiểu được lòng nhau, tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc, chán nản vì không được tôn trọng, tử vi tuổi canh tuất thuộc kim, có thể tìm cách bỏ. từ bỏ, tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy, mệt mỏi vì phải đeo đuổi. Vài đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp năm sao, tài lộc 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 3 sao con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. từ vi tuổi hợi thứ bảy ngày mùng 6 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi hợi trong ngày này đang gặp được ngày có kim dưỡng cho thủy cho nên với bạn đang có được dấu hiệu con đường tình duyên của bạn trong ngày hôm nay đang có được đào hoa rực rỡ và bạn tuổi hợi dễ dàng tìm được người đầu ý hợp với mình, kết thúc sự độc thân vui vẻ bấy lâu nay. Còn đối với các cặp vợ chồng tuổi hợi trong ngày hôm nay á, thì có được hạnh phúc khi chung tay vun viễn làm những công việc gia đình, chăm lo cho cái Tết sắp tới. Con trẻ háo hức chờ đón không khí Tết cổ truyền khiến cho cả nhà cảm thấy rất chi lạ ấm lòng nữa bạn mạnh tuổi hợi cũng có thể cảm thấy đôi chút mệt mỏi vì phải lô toan quá nhiều công việc nhưng được nửa kia hết lòng chia sẻ cho nên cảm giác mệt mỏi với bạn cũng vơi đi nhiều tuy nhiên bạn cũng đừng vì thế mà cố gắng quá sức kéo lại ảnh hưởng tới sức khỏe của mình vài từ vi tuổi ất hợi thuộc họ tình cảm có được sự thăng hoa nhờ biết cách hâm nóng từ vi tuổi đinh hợi thuộc thổ vợ chồng có được sự thấu hiểu lẫn nhau nhiều hơn từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc có thể biết được cách để hóa giải những mâu thuẫn từ vi tuổi tân hợi thuộc kim sớm tìm được một nửa cho mình từ vi tuổi quý hợi thuộc thủy gia đình hòa thuận không khí vui vẻ về đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 4 số 7 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu bạc quý nhân phù trợ tuổi tí tuổi xỉu tuổi mùi Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.